cúp ngồi ghế nóng. Thái Lan đang gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 chuẩn bị diễn ra. Người mới nhất được đưa vào danh sách các ứng viên là Pierre Litbarski. Hiện tại Litbarski đang là trưởng nhóm trinh sát của Wolfsburg. Litbarski được biết đến với tư cách nhà vô địch thế giới năm 1990 cùng Tây Đức. Ngoài ra cựu cầu thủ 59 tuổi này cũng là thành viên Tây Đức giành vị trí Á quân các kỳ World Cup 1982 và 1986. Tại World Cup 1982, Litbarski gây tiếng vang lớn với tư cách cầu thủ kiến tạo nhiều nhất. Ông thực hiện 5 đường truyền quyết định cùng hai lần trực tiếp lập công. Sau khi treo giày, với 73 trận khoác áo Tây Đức, 18 bàn, ông bắt đầu huấn luyện năm 1999 ở câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản. Sự nghiệp huấn luyện của Litbarski không quá nổi bật như khi còn thi đấu và nhiều lần chỉ làm kẻ đóng thế. Tuy vậy, kinh nghiệm quản lý, khả năng tổ chức cùng hiểu biết rộng về các nền bóng đá từ châu Âu đến châu Á là một lợi thế lớn của ông. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thông qua quyết định tìm kiếm huấn luyện viên trưởng người nước ngoài với hy vọng thành công ở vòng loại World Cup 2022. Ngoài baski Akira Nishino, người tạo dấu ấn đậm nét với Nhật Bản ở World Cup 2018 cũng là ứng viên sáng giá cho ghế huấn luyện viên trưởng Thái Lan. Trong khi đó, Iun Jong-hwan, người vừa bị an thông United từ xa thải, được Thái Lan nhắm đến cho cương vị huấn luyện viên đội U23.